Xin chào mừng tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình Đồng Tài Nam Bắc. Vâng, vậy thì mọi người ngày hôm nay mọi người rất là vàng tươi, em biết điều đó. Mọi người có muốn nói gì cho tất cả quý vị khán giả sau vài tuần không gặp mọi người không? Thay mặt BA6, Hannah xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ các số vừa qua của Đông Tây Nam Bắc. Và vì mọi người đã theo dõi và ủng hộ BA6 rất rất nhiều trong khoảng thời gian vừa qua. Không muốn lên lời. Ngạn lời. Ngạn lời. Mình không nói lên lời được nữa mọi người ạ. À. Không phải bóp hả? Không phải bóp hả? Em này có những chuyện. Có những chuyện mình. Còn chị cả ra. Chị cả thì cũng. Vâng. Hôm nay thì DJ của chúng ta được chính là cô bé Việt Thi. Xin chào, mình là Việt Thi Lê. Mà còn ngày hôm nay mình sẽ là DJ. Vâng, mà ngày hôm nay thì Mon đã mời đến khách mời rất là đặc biệt. Sao đặc biệt? Anh ấy là một ca nhạc sĩ. Wow. Và được rất nhiều người biết đến thông qua chương trình Giọng Hát Việt năm 2013. Wow. Ôi, hay quá, lại chi nhớ. Này, anh ấy là một ca nhạc sĩ mà rất là nhiều các bạn trẻ yêu thích và đặt một cái biệt danh chính là Bi. 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 Vâng, nếu mà Mon nói cái tên này ra chắc chắn mọi người đều biết, đó chính là ca sĩ nhạc sĩ Đào Bá Lộc. Wow. Hi, Đào Bá Lộc xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của chương trình Đông Tây Nam Bắc và chào cả nhóm B36. Yeah. Cái tự nhiên bao nhiêu cái khí chất kiểu nó lớn lên lớn lên mắt dữ dội. Vâng ạ, thì ngày hôm nay mong là chúng ta sẽ có những phút giây thật là vui vẻ với nhau anh nha. Thật sự là Lộc hơi hồi hộp một tí bởi vì đây là lần đầu tiên mà Lộc tới tham gia chương trình mà các bạn quá nhỏ đi, cho nên là cảm giác tuổi già ập tới rồi. Em mong là anh sẽ nghiêng bên tay bọn em. Dạ. À, ok. Vâng, xin mọi người cùng về chỗ ạ. Và chúng ta sẽ cùng đến với vòng đầu tiên ngay lập tức thôi, có mang tên Nghi Nhân Đáp Lễ. Vòng đầu tiên này có luật như sau anh ha. Ok thì, khoan hơi thở cái. Ok rồi. Rồi, vòng đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái chuông ở trước mặt DJ Việt Thi của em. Việt Thi Lemon. Việt Thi Lemon của chương trình sẽ phát âm ngẫu hứng 15 bài hát. Và khi mà anh nghe nhạc rồi ấy thì anh sẽ có quyền đó chính là được bước lên kia bấm chuông, nhưng mà phải nghe hiệu lệnh của em hoặc là DJ đếm từ 1 đến 3. Hoặc là 3 xuống 1. Ok, hôm nay là vận động thể chất đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Vâng, và sau khi anh bấm chuông xong rồi anh sẽ có 5 giây suy nghĩ và trả lời tên bài hát đó là gì. Sau 5 giây nếu mà không có câu trả lời thì sẽ nhường quyền trả lời cho tất cả các thành viên khác. Ok, rõ. Dạ. Vâng, và đây là vòng thi cá nhân, không có đội, không có nhắc bài. Chắc không? Ok chưa anh? Chồm gần lại cái phim. Ok. Ok dạ. Vâng, xin mời Việt Thi. Bài hát đầu tiên. Con cho anh ly trà sữa chân châu đi. Trời ơi. Quá nổi tiếng đi em. Một bài hát rất là đình đám trong khoảng thời gian vừa rồi. 1, 2, 3. Ra là Winner biết đấy nhờ, Winner không bấm rồi. Hoài luôn. Đây là bài Đen Đá Không Có Đường. Không đường. Thật ra là tại vì Lộc có biết là Amy hát bài này, nhưng mà có lẽ là nhạc của các hậu bối thì Lộc cảm thấy hối hận quá, Lộc cảm thấy tuổi già ập tới quá. Nhưng thật ra là hồi sáng Lộc mới ngộ ra được một cái là khi mà mình bắt đầu than phiền về xã hội, có nghĩa là khi mình đã già rồi. Ủa cái nhạc này nghe sao nghe không hiểu, có nghĩa là mình đã già rồi. Và hôm nay ngồi với các bạn là thật sự là Lộc thấy Lộc cũng già thiệt, nhưng mà chắc vẫn còn đẹp đúng không? Không sao, hôm nay tụi em sẽ đưa anh hồi xuân. Ok. Xin mời DJ Việt Thi. Lòng buông miên. Giờ đất ơi, sao dài đi giờ. Cái này hơi dài quá. Cái này thì tuổi hơi già quá. Biết rồi. Xin mời Hannah. Ôi. Mặc dù là Hannah chưa có tuổi già tới nha mọi người ơi, nhưng mà mình biết bên này là bài nội tôi. Chính xác. Tôi. Đúng rồi. Bài hát nổi tiếng lắm luôn á. Trời ơi, bà Thiên. Bà Thiên nổi tiếng mà mở lên tôi không biết bài nào hết trơn. Cái này bản remix. 3, 2, 1. Mọi người không biết bài này thiệt không? Trời ơi, biết bài này không? Bấm đi em. Xin mời Kenji.
Dạ đây là bài Anh Và Khí á. Chính xác. Xin mời các cô tiếp theo. Trời ơi, bài này quá đơn giản. Everybody 3, 2, 1. Được rồi, anh nào bắt đầu? Không, không. Sister, touch my body. Trời ơi, tới cái tủ không rồi đó. Bài này mình cản anh Đà Bá Lộc lại nha. Bia đúng không? Không, anh nhẹ nhàng mà. Ba. Mình cản anh lại đi mọi người. Ca sĩ hát bài này dễ thương lắm á. 3, 2, 1. Xin mời anh. Đây là bài Thanh Xuân phải không? Tụi em có nghe bài Thanh Xuân của anh ấy, tụi em rất thích nghe anh hát bài này. Đúng rồi, anh hát cho tụi em. Anh hát không anh? Vâng, xin mời anh. Ok. Trôi đi xa, trôi hết giấc mơ ngày qua. Bao thơ ngây ngại ngùng lắm biết không? Chia hôn lần đầu, ừ thì nắm tay lần đầu, rồi thì lần đó mình đã đánh mất nhau. Như cơn mưa, thanh xuân như mưa sao thôi. Nay xa xôi, chợt lòng nhớ với thương. Dẫu yêu lần đầu biết yêu muộn sầu. Tình đầu ngập nắng, rồi đắng những môi cười. Tôi biết làm sao quên. Trời ơi, nghe mà bị lắng lại theo luôn á. Bài hát tiếp theo. Trời ơi, bài này hot lắm nha, thật sự luôn á. Trời, special girl ở đâu đây? Phố mưa, yo. Mưa bay theo em áo dài, nó đưa. 3, 2, 1. Xin mời chị nghe em. Đây là bài Vài Lần Đón Đưa. Chính xác. Hình như bài này là một cái bài mà chắc là sẽ có trong một bộ phim sắp tới á. Ủa? Đúng rồi. Nghe bất tử. Không phải. Tào lao. Bắt biến. Bắt biến sao? Nhưng mà chị không nhớ tên điểm sáng. Bắt tối. 3, 2, 1. Quỳnh mà đúng không? Biết không? Biết không? Từ từ em để nhớ nha. Bài này có chàng trai viết lên cây à. Chính xác. Bài hát tiếp theo. CD down. I am a good. Lên. Woo. 3, 2, 1. Hay quá anh ơi. Hay quá anh ơi. Yo. Hát luôn anh ơi. Bài này là bài Good Boy. Yeah. Hồi đó hồi đi học á, tụi Lộc hay chơi đoán bài hát cái gì lắm. Mà còn chơi là hát mà nối cái chữ á. À dạ đúng rồi. Khi kết một chữ á. Còn bây giờ ngồi ở đây thì Lộc cảm thấy hơn quá nghỉ học rồi. Mình đi chơi tiếp đi. Xin mời câu tiếp theo. Anh Nu. Vì ai đã quên bao câu ước thề. Như cách chị người muốn ra đi trong thiết thương. 3, 2, 1. Chẳng còn sự. Dạ chú Mỹ nè. Đây là bài Gạt Đi Nước Mắt. Đúng rồi. Bài hát tiếp theo. Ôi dồi ôi, bài này Kenji thích lắm này. Này Minh Vũ à. Cái gì? Sao em dễ ơi. Thương. 3, 2, 1. Sao em. Đây là bài Đếm Kiều. Yeah. Chính xác. Bài hát mới của Hansa ra với cả là anh Hansa cây trần. Bài hát tiếp theo, em nghĩ là bài này chị Hana thích này, em cũng thích. Ba, hai, một. Trời ơi. Sao cái vậy em? Bấm mình không bấm được thì mình đừng có làm trò gì hết chứ. Trời ơi bà. Trời bà. Đây là bài Let Me Down Slowly. Yeah. Okay. Xin mời DJ. Như cả cuộc đời. Cô Mỹ Tâm à? Dạ không, đây là của à. Đây là của chị Hồ Hà. Cái giọng gì mà kêu Mỹ Tâm. Anh biết không anh? Lên đi anh. Luôn anh. 3, 2, 1. Thôi là của anh. À. Ôi. Cả một trời thương nhớ. Yeah. Trời ơi bấm được nhiều ghê, đứa chúng mình ở lại lớp rồi. Nhưng mà không sao, mình đẹp thì mình có thể đi thi hoa hậu đúng không? À, đúng rồi. Cuộc đời có rất nhiều sự lựa chọn luôn. Xin mời DJ. Bài hát tiếp theo. Baby, I know because you matter. It's in the body. 3, 2, 1. Xin mời đi này em. I know that
Đây là bài Like. Đúng rồi. Đi ba. Của ai? Em chỉ chờ chị nói được câu đó. Bài hát tiếp theo. What oh. Tối gì vậy? Gì vậy? Bài nhạc gái không mà chị chơi luôn. 1, 2, 3. Sân chơi là của anh đấy. Xin mời winner. Bài này là bài của nhóm G Idol. Bài hát tiếp theo. Bài này em thích chị này lắm, chị này giọng có giọng dễ thương. Anh bất nhảy mình nghe. Em bất nhảy. Bấm nè. Mình là mình bấm nó kia đi nè. 3, 2, 1. Biết người hát được không? Cho đoán ca sĩ thôi được không? Xin mời 3, 2, 1. Ôi, không nhớ được. Cái bài này là cái gì? Bày tỏ tình yêu lớn hả? Hả? Bây giờ mình muốn cái người đó sống cả đời với mình thì mình là cái gì? Bên nhau chọn đời hả? Ở chung nhà. Đây là bài muốn được yêu ai đó cả cuộc đời. Đúng rồi. Ôi giời ơi, ủa vậy như muốn về chung nhà là sao? Ủa nó liên quan gì? Cái kết hôn chứ làm gì? Thì muốn yêu ai đó cả cuộc đời, yêu cả cuộc đời có phải là về nhà sống chung yêu cả cuộc đời? Suy nghĩ của chị nó thực tế quá. Ok, mình tụi mình chấp nhận đi. Ở trong giờ đi học thì gọi cái hiện tượng này là hiện tượng bị đì đó mấy đứa. Hình như là hồi đi học của anh có ý nghĩa đó mấy anh. Nhiều câu chuyện quá. Câu chuyện nó rất là phù hợp và Lộc học rất là giỏi nha. Mà Lộc là mọt sách, Lộc giỏi đều tất cả các môn luôn. Và Lộc chỉ sợ duy nhất là mỗi môn thể dục thôi. Trong môn thể dục thì chỉ có duy nhất một bộ môn mà Lộc luôn được 10 điểm là bật xa. Bật cái bạc một cái là qua anh kia. Tại vì hồi nhỏ là mình đã cao rồi á. Còn ngoài ra thì Lộc hơi mọt sách. Nên là Lộc nói đùa thế thôi, chứ Lộc là thành phần gương mẫu. Chỉ có sau này Lộc lớn lên đại học á, cái mình bắt đầu tới tuổi đó mình mới dậy thì mình hơi cao. Chứ mà luôn là con ngoan trò giỏi, thầy cô rất là thương. Thầy cô cấp 3 thôi, thầy cô đại học thì... Nhưng mà DJ chơi nói thay dù cho bao nhiêu lần không biết đến gì nhờ. Mình đoán tên ca sĩ thôi được không? Dạ không được thì dễ quá. Đồng hồ. Đồng hồ màu đen hả? Xin mời anh Đào Bảo Lộc. Trở lại vào đây. Nghe câu cuối nè. Phút ban đầu hả? Như phút ban đầu. Yeah, hay quá. Đây sẽ là bài cuối cùng. Tâm trí không thể kiểm soát được khi bỗng nhìn thấy. Mất, hai hai anh em mình ra diễn lại đi. 3, 2, 1. Xin mời Kenji. Và đây là bài Baby Baby. Hey. Yeah. Vâng, vậy đã xong vòng 1. Và tỷ số chúng ta như sau. Người đang có số điểm cao đó chính là anh Winner với 2. Wow. Vâng. Yeah. Và bốn người có điểm cao hơn đó chính là 3 điểm là chị Gina, chị Hana, anh Đào Bảo Lộc và Kenji. Em nghĩ là chị Gina nên qua bên độ này cho em mút Kenji sang bên đây. Ồ, vì sao em? Tại vì em muốn cho hai người này tách ra đi, cứ hai màu vàng nhìn cho em mắt quá. Không thôi, vậy thôi, em màu vàng nè. Em như sau. Xin mời một trong hai bạn vàng này qua bên này. Thôi, phải nghe lời lớp trưởng thôi. Vẫn được rồi. Không, em cao điểm hơn mà. Ok, ok. À. Chúng ta cùng qua. Ok luôn. Mời chị qua kia. Thời gian của hai, xin mời hai bạn đứng nhanh. Ok, vậy thì ngày hôm nay sẽ có một đặc quyền dành cho DJ cũng như là những tập trước. Đó chính là DJ sẽ được chơi chung với cả là đội thấp điểm nhất. Yeah! Mình không còn lemon nữa rồi, mình sẽ là việc thi của ngày nào. Và chúng ta sẽ cùng đến với vòng thứ hai được mang tên Crazy Challenge. Trò chơi đầu tiên nó mang tên tạo dáng theo concept, gọi tắt là thánh pose. Những hình ảnh mà em đưa ra thì việc của tất cả các bạn đó chính là phải tạo dáng cũng như là thần thái, phải diễn xuất làm sao mà giống cái hình mà em đưa ra cho mọi người. Okay. Thì em sẽ bình phẩm xem là đội nào có những cái hình nào mà nó giống nhất thì người sẽ chiến thắng. Tôi sẽ thị phạm cho mọi người hình đầu tiên. Trời ơi. Ôi giời ơi. Ôi phàm nhân rồi. Phải để cái đầu y chang nha. Phải để đầu y chang cả. Từ từ. Mình đếm 1, 2, 3 phát là làm vô bù xí ấy nha. 1, 2, 3. Gà giống đó, được. Mọi người sẽ có 3 giây để nhìn. Xuyên, nhìn, và chuẩn bị. Nhiều. Nhiều hả? Bao nhiêu? Chắc cần đưa xem em coi luôn. Chỉ cần 1 giây thôi.
Thực ra phải làm rất là thần thái như này, dáng phải giống như này, chân các thứ là phải ở trên, cái nào dưới, cái nào trên. Ok. Mắt phải nhìn bao nhiêu độ? Đúng rồi, mắt phải nhìn. Oh, cái này là phải quá. Vâng, mọi người sẵn sàng chưa ạ? Ok. Mày thì độ nào thì đi trước đây. Anh nhẹ nhàng. Thì thật ra là khách tới nhà mà đúng không? Nên Lộc nghĩ là các bạn thị phạm trước cho Lộc đi. À, dạ vâng. Vâng. Cho các bạn chào pháo tay nha. Vâng. Và đội xanh đã kết chuẩn bị chưa ạ? Dạ rồi. Hình này là sẽ là cặp đôi nha, mọi người sẽ chọn một cặp. Chọn cặp. Dạ. Là hai người làm với nhau á. Một nữ. Một nam một nữ. Đó, một nam một nữ còn gì. Hình một nam một nữ là phải thì một nam một nữ này. Thôi đi. Ok 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 ok. Ok. Quan ơi. 1 2 3. Hay quá, đẹp quá. Trời Huynh à. Thực ra thì cái tóc này là nó ở đây nhưng mà không sao, vẫn được chấp nhận. Huynh à kìa. 3 2 1. 1. Chị là bạn. 2 3. Ôi mặt mình dép với trần nhà luôn rồi. Mọi người phải để ý kỹ gương mặt nha. Đúng rồi. Ba. Chúc mừng. Hình này chắc mọi người biết. Rất dễ. Đâu. 3 2 1. Vô. 1 2 3. Nào cái mặt. Phải để ý cái mặt. Mọi người thấy sao? Đạt đúng không? Đạt. Chúc mừng. Hình này là cặp đôi tiếp. Chọn cặp nào. Hay là đổi cặp. Cặp đi. Cặp đi. Một nam một nữ về đây thì một nam một nữ. Giết cặp này á. 3 2 1. 1 2 3. Nào. Rồi. Trời ơi, những cái hình người ta tình này mình mà hơi vui. Muốn ăn tươi nước sống người ta vậy đó. Là nhìn cái tay là nào. Giống như là coi có cái phim kinh dị á. Ok. Trên cổ của cái. Đúng rồi. Tay sai. Ok, chính xác. Bác, chúc mừng. Đây cũng là hình một cặp đôi nhưng mà là hai nữ. Ok. Sẵn sàng chưa? Chưa gì mà. Ôi. 3. Ôi, này khó. Ôi. 3, 2, 1. Chị đang áo đỏ. 2, 3. Khôn lắm. Nó có đỏ gì đâu. Tay sai. Đúng rồi. Mặt. Ok, Đạt, chúc mừng. Cả hình cá nhân. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Hơi ngược tay nha Winner ha. Không, đúng. Winner mới đúng á. Trời, nhanh ghê. Trời, nhanh ghê. Thực ra thì dáng đúng rồi nhưng mà chắc là em thấy là Winner khả năng là thần thái đúng hơn. Mọi người thấy sao? Nói chung thế hả? Tại vì em thấy có những cái tấm rất là sang chảnh, rất là thần thái Winner mà cũng thả hỏng như hứng cái gì vậy đó. Tấm này mọi người làm chưa đạt. Không có okay. Winner đạt thôi mà okay. Ba người phải đạt cơ. Ok. Ui dồi ôi. Cái gì vậy? Xin mời. 1 2 3. Hai bạn nữ hay bị lạc hướng quá ha. Cái gì sao đó. Tay sai, tay của Gina sai nhá. Ủa tay ngoài đúng mà. Tay của Gina để sai rồi, tay của Vino đúng rồi. Em già rồi mọi người. Ủa tay ngoài mới đúng mà. Nói chung là em già rồi đó. Ok, hình này mỗi Winner đạt thôi, tất cả những em thấy tất cả đều Winner đạt. Hình này là tay ngoài đúng mà. Em làm được mà. Chị làm tay ngoài đúng mà. Về đã hết rồi ạ, xin chúc mừng. Yay. Vậy mình sẽ đếm xem là có bao nhiêu hình mà đội xanh là cây đã đạt đúng nha. Dạ. 1 1 2 2 3 3 4 5 và 6. Vâng. Tổng cộng là 6 hình đúng trên 8. Xin chúc mừng. Vâng, bây giờ sẽ là đến phần thi đấu của đội bạn. Xin mời. 3 2 1. 1 2 3, xin mời. Có vẻ là Kenji khá đúng nè. Bẻ người tí nữa là đúng. Đúng rồi. Trong đây là thấy mỗi là Kenji làm đúng này, Hana làm đúng. Ủa, anh Lộc chưa đúng hả? Anh Lộc phải ngả người nữa. Đúng rồi, nó mới đúng. Cái tay ở trên. Cái tay phải ở trên này ạ, phải ở trên. Đây luôn. Trên ngực luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác, chúc mừng. Ôi. 3, 2, 1. Cái gì vậy? 1, 2,
ba không. Ôi. Được đấy. Hai ba không làm được. Bất khả hư. Đồng dương bất khả hư. Ai đang đây về đúng không nha? Làm giữ giữ để chụp hình, giữ chụp hình, giữ chụp hình, giữ giữ giữ. Ồ cái gì á? Cái hình nó phải như vậy đâu. Không làm được. Nói chung là vừa xong không được rồi. Đúng rồi. À, okay, đúng rồi. Okay, okay. Đã cũng không được. Hình này mọi người không đạt. Xin mời đứng dậy ạ. Ồ. Đây là hình cặp, xin mời mọi người chọn cặp ạ. Cặp ai ạ? Một nam một nữ. Một nam một nữ đây. À. Ok. Rồi. Okay. Rồi. Ôi, một, hai, ba. Một, ôi, hai. Ủa cái này là một người mà ta. Đây. Quay lên, nhìn, nhìn này nè. Đúng rồi, một tay ở đây, một tay đến đây. Rồi. Phải diễn nha. Môi của anh phải hơi thơi chui ạ. Nó mới đúng, nó mới đúng. Một môi lãng mạn nào. Không, không làm gì, không làm gì. Môi dày nè. Ok. Rồi, ok. Đẹp quá. Ok. Hình tiếp theo. Còn nữa. 3, 2, 1. Ôi. 1, 2, ba cày dễ mà. Ôi. Được, cắt ôi Kenji. Cái tay của mọi người để vào cái Kenji khá đúng. Hana đúng Hana khá đúng. Quá đúng, quá chuẩn, chúc mừng. Gì vậy, chị ấy có được hả? Cho bồi không, cái này canh canh tường, mọi người dịch qua tường. Ba hai một. Một hai ba. Nhận xét hơn. Giống mà. Giống mà. Ôi Kenji làm đúng quá nè. Hana chân quỷ xuống nữa. Đúng rồi, quỷ xuống. Lục rừng quỷ nữa. Ta chấm cuối cùng vậy. Chính xác, xin chúc mừng. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng đếm xem là có bao nhiêu bức hình đúng mà đội bạn đã thực hiện được nha. 1 2 3 4 5 và 6. Yeah. Vậy là đội vàng cũng đã hoàn thành được, đó chính là 6/8 bức hình, xin chúc mừng. Anh thấy là chơi này như thế nào, nó có khó khăn hay là nó dễ dàng với anh? Lộc nghĩ là nếu mà Lộc học cấp 3 thì Lộc sẽ rất là thích. Uh-huh. Nếu mà được chia cặp với bạn mà Lộc thích là cũng sẽ rất là thích. Thì ra. Đúng rồi, nhưng mà Lộc có tuổi rồi. Yeah, người yêu đang ngồi chờ ở nhà với lại Lộc mới thích ăn đồng loại. Đồng đội sẽ là cây giờ. Em thấy hình của tụi em dễ quá, quá dễ luôn, thật sự. Quá dễ luôn. Thật sự thì đội này vừa muốn thử thách khách mời cho nên là muốn đưa những cái bức hình này. Khó, khó. Nhưng mọi người cũng đã rất là cố gắng, xin chúc mừng. Yeah. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với trò chơi thứ hai được mang tên Ai thổi nhanh hơn. Luật chơi sẽ như sau. Đây sẽ là phần thi của từng đội. Chúng ta sẽ có... Đây, có quà. Yeah. Bây giờ, từng đội sẽ lấy một người đại diện lên chọn quà. Nghe có vẻ đáng nghi quá, không nhận được không? Không được anh ạ, mình nhận thôi. Ok, thế thôi mình chọn trước đi. À, thế có vẻ đáng nghi quá, mình lựa cái hộp nhỏ nha. Chắc chắn chưa? Chắc chưa? Tới bến luôn. Vô luôn anh ơi. Dạ. Cầm luôn. Xin mời. Một hộp quà ra, mọi người đang cầm trên tay những cái gì mọi người có thể chọn. Ủa? À là cái này mình chia. Mọi người biết cái này làm gì không? Anh một cái này. Không. Cái này đâu có dùng được. Ủa cái này. Ủa cái này là cái này là như nào mọi người? Quạt quạt cho nó. Chính xác. Ủa, trên tay mọi người đang là một đạo cụ mà MC cũng như là ban tổ chức đã đưa ra. Và nhiệm vụ của mỗi người đó sẽ là ba thành viên sẽ đứng ở đây ra hàng ngang. Mỗi người sẽ là có 3 cây nến. Ủa sao cái này quạt? Lộc nghĩ là cái đó là mình châm vô cho nó cháy. Vâng, vậy là vòng vừa rồi là ai là người chơi đầu tiên nhỉ? Đội này. Vậy thì chắc chắn là vòng này. Còn tiếp theo cũng là đội này luôn. Chơi luôn. Thôi giỡn á, bên mình chơi trước ha. Dạ, okay. Ba cái trò mũi thôi mà. Lộc hiếm, Lộc chưa có dịp được đốt một cái gì hết trơn. Ok, vậy thì bây giờ mọi người hãy cùng chia ra cái đạo cụ mà mọi người cầm trên tay. Và nói xem đó là đạo cụ gì.
Bé khi đã lấy một cái quạt rồi. Ở đây là một cái quạt cách điệu đó. Thật sự là cái quạt này cũng không có để làm cái gì hết trơn á. Đúng không? Nè đó, kiểu mình ghét ai đó mình quạt quạt xong. Ai ghét em hả? Cào mát mát mặt. Không có, giỡn thôi. Thôi em thuyết trình tiếp hai món còn lại đi. Thôi chắc em nhường xong cho anh luôn á anh. Ok, thì học bài tiếp theo của nhóm. Anh giống là Sweet Bến Hàng. Thì ở đây có ai có con nhỏ không? Được, em học sinh anh. Đừng nha, đúng phải đi học nha. Dù có học dở thế nào cũng đừng lấy chồng nha mấy đứa. Trời thảm kịch đó. Ở đây chúng ta có một cái ống hút. Cái này có thì cả thế giới chúng ta đang bài trừ ống hút. Dạ đúng. Lý do tại sao ở đây nó lại có cái ống hút? Trong nhóm em cũng có một người rất là yêu môi trường đây này. Vậy hả? Còn hai cái này thì chắc là để cho chật cái hộp. Nó cũng không có ý nghĩa đâu mọi người. Đổi bạn thì sao? Xin mời đổi bạn. Đó của em nè. Cái đầu tiên đó chính là con gấu bông, rất là dễ thương mọi người. Chỉ là dùng để ôm thôi chứ không dùng để làm gì hết. Khi mà mình thua cái gì vậy mình ôm luôn đó. Dạ. Mời đồ tiếp theo. Cậu này để làm gì ạ? Để đúng em. Trời ơi, một cặp luôn nè. Để tặng đồ thôi nôn. Còn một đồ cuối cùng. Đây. Cái này dễ cây khẳng định. Giống đâu nè, cũng kiểu bông hơi. Xin mời đội vàng vào vị trí của mình ạ. Bây giờ mọi người làm cách nào cũng được, miễn sao là nến tắt. Nhưng mà lưu ý không được thổi trực tiếp bằng miệng, mà phải gián tiếp qua những cái đồ vật ở trên đây. Mình thấy cái ống hút nó không khả thi lắm. Em giục nó luôn đi em. Phần thi của đội vàng xin được phép bắt đầu. Ôi. Chúng ta không được đạp quá mức. Ôi. Ai da. Ai da. Ai như kiểu phủ rùi phủ mũi mà nó không di chuyển gì luôn. Nó không có một dấu hiệu di chuyển. Wow, một cái nến của bên Kenji đã tắt. Chính xác. Chính xác. Hình như Hana không làm gì. Đúng rồi. Tại vì khi mà không có oxy á, thì lửa sẽ không có cháy. Dạ, đúng rồi. Cho xin chào bắt tay cho học sinh giỏi này. Nhưng thật ra hồi đó đi học không có đẹp, chứ không là đi thi qua thôi học đường luôn. Ủa sao hai năm? Mình chơi mình nhiệt huyết lên tí. Ok, đừng. Đúng rồi. Đúng rồi. Thích thở sâu, thích thở sâu. Ok. Em phải tập thở em anh. Ok. Thời gian đang chạy. Băng to. Ui, Harry Potter. Ủa? Thôi anh cho mình cũng làm cách của anh nha. Trời ơi, mình đẹp mà mình lương thiện quá ha. Mình đẹp mà mình lương thiện quá, đừng. Rồi. Xin chúc mừng. Yeah. Vậy là đội bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Đội xanh là cây, sẵn sàng chưa? Ủa, dạ nhưng mà khoan, có cứ cách nào mà nó giống như người khác. Cái nào nó hiệu quả không? Em chào anh đi không có được không? Đội xanh là cây đã sẵn sàng với phần thi của mình. Xin được phép bắt đầu. Ôi, nhỉ? Thôi em ghê, ghê. Có một cái. Ôi, ok. Ôi, chính là cái này ok phết đấy. Rồi, thôi được rồi, được rồi. Đi quăng luôn. Quăng luôn, chẳng lắm. Thôi. Cẩn thận. Hay quá. Không đam mất. Ok, một người đang rất là ok. Một chàng trai của chúng ta đang ngồi phẩy ruồi. Đang ngồi hát nó. Ok, hay quá anh ơi. Em ơi, làm gì vậy? Ui, mát quá. Đúng rồi, hay không? Chụp nó vô phát luôn. Ok, xin chúc mừng. Yeah. Xin chúc mừng hai đội. Trò chơi thứ hai vừa rồi đã làm cho đội Sơn Lạc Cây giành chiến thắng. Và tổng lại vòng Crazy Challenge thì đội Sơn Lạc Cây đang thắng với tỷ số 2-1. Yeah. Vòng 3 được mang tên Sàn Đấu Tài Năng. Thì vòng Sàn Đấu Tài Năng này, tụi em có một bài hát rất là dễ thương gửi tặng cho anh Đảm Văn Lộc. Và sau đây sẽ là phần trình diễn của Hana và Winner với ca khúc Không Lẽ Cứ Đơn Phương Hoài. Cô bé đâu vậy ta? Xinh nha.
đèn trái tim đen từ em. Tại sao muốn quên nhưng lại khó thế, nói ra lần này khó thế, không lẽ cứ đơn phương vậy thôi. Em tự thấy em cố xin rồi, và đã yêu nhất trên đời chỉ mỗi anh nhất thôi. Bạn bè trêu em quá thật thà, trường lớp xem cứ về nhà thì khó quên người ta. Chẳng lẽ em cứ đơn phương ngoài, thương ai cũng ngại. Chẳng lẽ em cứ nhớ ai ngoài, tôi chẳng dám lại trò chuyện cùng anh về bầu trời xanh. Vì gần đây anh chắc kiếm cười ngay, vì cần phải nói ra một lần để em không hối hận. Và anh còn muốn xem em là bạn thì em sẽ chấp nhận. Điểm. Anh đi tìm em, cô gái anh coi như là điều quý hiếm. Và muốn nói em nghe, như để anh luôn muốn bày tỏ. Muốn nói em nghe, điều này mà có lẽ thật khó nói. Rất ngại nói ra thì em sẽ làm ngơ, nhưng khi nói ra em sẽ khiến anh bơ vơ. Chẳng lẽ bây giờ đơn phương từ bỏ nhưng mà còn vẫn vương. Đó là tiết mục mà tụi em dành tặng đến cho anh. Cảm ơn. Đó, hôm nay bọn em chọn một bài hát cũng nói về trường học đúng không anh nhỉ? Đây là lần đầu tiên mà Lộc được nghe. Thì thật sự là nó Lộc cảm thấy đây là một ca khúc rất là tốt. Lộc cảm thấy rất là thích. Thật sự là Lộc nghĩ là Lộc đã thuộc sơ. Nên Lộc thấy là sẽ có rất là nhiều tiềm năng. Vọng là Lộc chúc các bạn sẽ kiên trì hơn. Tại vì nếu như một thứ nào đó mình thích mà mình làm thì nó chỉ đơn giản là sở thích.
Nhưng mà một cái điều gì đó mà nó phải mất một quá trình, mình phải tốn thời gian nghiên cứu, và dù có khó khăn nữa mình vẫn không bỏ thì nó mới gọi là đam mê. Nên là cũng rất là khó để chúng ta ở đầu độ tuổi chúng ta biết là đâu ấy chỉ là sở thích thôi, đâu là đam mê. Thì Lộc hy vọng là các bạn sẽ kiên trì hơn cho cái quá trình của mình, và mong là mọi người sẽ gọt giũa cái màn trình diễn của mình nhiều hơn nữa. Cảm ơn rất là nhiều. Và không biết là khi mà anh đến với chương trình Đón Tên Em Bắc thì anh cảm thấy chương trình của tụi em như thế nào? Lộc rất là vui. Khi mà Lộc ngồi ở nhà xem chương trình thì Lộc nghĩ là chết, mình không có bị lớn tuổi quá với chương trình hay không. Nhưng mà thật sự thì tới đây thì các bạn rất là đáng yêu, rất là dễ thương. Làm Lộc nhớ tới bản thân mình hồi xưa rất là nhiều. Có nhiều cái thì nó hơi vụng về một tí, nhưng mà Lộc lại nghĩ là trưởng thành nhanh quá thì mình sẽ rất là dễ bị tổn thương. Nên nếu mà có thể ngây thơ thì đó cũng là một cái hay. Lộc hy vọng là các bạn sẽ giữ được cái sự ngây thơ của mình. Xíu quá, xíu thiệt luôn á. Vâng, thực sự em thay mặt nhóm xin cảm ơn anh đã đến với chương trình Đón Tên Bắc ngày hôm nay. Yeah. Vâng, và chương trình của chúng ta cũng sắp kết thúc rồi. Và mọi người đừng quên chương trình Đông Tây Nam Bắc.